Mến chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình ha. Thì bạn nào mà chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh nha các bạn, để cập nhật những video về hoa Tết ha. Thì hôm nay là như tiêu đề thì mình sẽ là chia sẻ cho anh em về cái thời điểm là trồng bông vạn thọ cao mà cho nó nở qua đúng Tết nha. Thì trước đó thì mình có là chia sẻ cho anh em là nhiều cái video về cái hoa Tết, đặc biệt là cái giống là hoa vạn thọ lùng ha, thái lùng ha, 06 và 09 nha mọi người. Thì cái đối với những cái loại lùng á, thì cái thời gian mà nó đổ qua đúng Tết á, nó chỉ tầm là từ 60 cho đến 65 ngày thôi là nó đã đổ qua đúng Tết rồi. Và mình gieo vào cái ngày là 25 tháng 10 hoặc là đầu tháng 11 ha. Còn đối với cái hoa mà vạn thọ cao mình đang chia sẻ cho anh em á, là cái giống này á, là nó từ là 70 ngày cho đến 80 ngày á, thì nó mới trổ lận, tức là nó hơn 2 tháng rồi. Thì do đó thì mình phải là gieo sớm hơn nha mọi người ha. Thì thông thường á thì mình sẽ gieo vào cái ngày là 15 tháng 10 âm lịch nha mọi người, tức là rằm á. Và tầm đâu khoảng đâu là 12 cho đến 18 ngày sau á là mình phải tiến hành là mình đưa nó lên chậu hết là 100% á. Thì nếu như là anh em nào mà trồng nhiều á thì từ khoảng đâu là 12 ngày tuổi là anh em tiến hành là anh em đưa lên chậu từ từ là được rồi. Và trước khi mà mình đưa lên chậu á thì anh em là nên xịt phòng lỡ cô rễ cho nó ha, anh em có thể sử dụng cái thuốc là Aliot á. Rồi thì khi nào mà mình bấm ngọn cho hoa vạn thọ cao này các bạn là nó tầm đâu là ngày là 28 tháng 11 âm lịch nha anh em ha. Thì anh em chỉ bấm một cơi thôi là nó sẽ trổ qua đúng Tết nha anh em. Còn những cái bạn nào mà ở cái khu vực mà xứ lạnh á thì cái thời điểm mà mình chia sẻ cho anh em á thì có thể là nó sẽ kéo dài hơn, tại vì ở cái miền mà xứ lạnh anh em phải trồng sớm hơn. Có những bạn là đã trồng vào đầu tháng 10 rồi là anh em đã trồng rồi đối với cái vạn thọ cao ha. Còn ở cái mình ở cái khu vực là miền Nam các bạn thì mình chia sẻ cho anh em là rằm tháng 10 là nó đúng chuẩn nha anh em ha. Tại vì cái khí hậu ở trong mình thì nó ấm áp, nó không có lạnh như ở ngoài miền Bắc ha. Những cái xứ lạnh các bạn thì bông hoa của mình nó rất là chậm trổ luôn. Thì đối với mà cái trường hợp mà anh em mà trồng hoa mà anh em bị chậm chỗ, anh em có thể là sử dụng cái phân bón lá ha, khi mà nó ra những cái búp nha anh em ha, chứ nó chưa được nở qua nha. Nếu như mà nó đã nở qua rồi mà anh em sử dụng cái phân bón lá mà anh em xịt á thì có làm cho cái hoa của mình các bạn nó sẽ rất là mau tàn ha. Khi những cái ra những cái búp á, anh em có thể sử dụng là cái Atonit á, anh em xịt á thì nó có thể là phát triển nó lẹ hơn ha. Hoặc á là anh em có thể là đem ra cái bóng đèn ha, khi mà bông mình nở rồi á thì mình mới đem cái đèn ra để mình xông cho nó ha, thì nó mau cực kỳ luôn và nó cũng lâu tàn nữa chứ không phải là mau tàn nha anh em ha. Rồi thì đó là cái chia sẻ của mình ha. Thì bạn nào mà đang trồng bông vạn thọ cao á thì các bạn có thể là tham khảo cái video mình, hoặc là các bạn có câu hỏi gì á thì các bạn hãy bình luận bên dưới video ha, thì mình sẽ trả lời cho các bạn. Thì kênh của mình á là chủ yếu là chia sẻ cho anh em về cái thời điểm luôn. Mình đây mình chia sẻ cho anh em về cái vạn thọ lùng nè, rồi vạn thọ cao nè, rồi vạn thọ cao lỡ nè, rồi vạn thọ ban mai nè. Đa số là mình chia sẻ cho anh em về cái thời điểm. Còn cái mà kỹ thuật á, thì các bạn có thể là xem nhiều kênh ha. Tại vì kỹ thuật của mình á, thì ở đây á, thì mình cũng không có giỏi, chủ yếu là mình chia sẻ những cái gì mình biết thôi. Thì đôi lúc á, thì có những anh chị cũng như là cô chú là mà người ta trồng giỏi đó thì người ta sẽ có những cái cách nó khác nhau nữa. Nó thì anh em vô tham khảo nha. Đó là vậy nha. Thì hôm nay là chia sẻ cho anh em cơ bản vậy thôi. Anh em nào thấy hay thì hãy đăng ký kênh của mình. Rồi thì mình xin được mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp của mình nha. Thì mình quên nữa, thì các bạn nào mà cần mua giống thì các bạn hãy nhấp vào cái đường mô tả của mình ha. Thì có một cái đường link ở bên dưới đó, màu link còn link xanh đó, anh em nhập vào ha. Ghi địa chỉ này nọ là người ta sẽ giao cho anh em ha. Thì một test như vậy á là chỉ có là 12.800 đồng thôi đối với cái hạt giống là RD842 ha. Đó thì test như vậy là nó là 20 hạt nha anh em. Rồi thì chia sẻ cho anh em vậy, rồi mình xin được mến chào nha.